Giê-xu tiên báo cuộc thương khó lần thứ nhất. Matthew chương 16, từ câu 21 đến câu 23. Từ lúc đó, Đức Giê-xu Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Ông Phê-rô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương, đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giê-xu quay lại bảo ông Phê-rô, Sa-tan, lui lại đằng sau Thầy. Anh cản lỗi Thầy vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Điều kiện phải có để theo Đức Giê-xu. Matthew chương 16, từ câu 24 đến câu 28. Rồi Đức Giê-xu nói với các môn đệ, ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha người cùng với các thiên thần của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Thầy bảo thật anh em, trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy con người đến hiển trị.